nào <laughs> 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 này à lại quay từ cái tượng này Đi. Quay. À, muốn quay ra đây nè Thái Chắc phải mua thêm mấy điện thoại quay quá Mình đang nói chuyện ở nhà của ông Sơn Thần đấy. <laughs> Dạ Nó không có cục nói chuyện à dạ, con, Đứa còn gần gần quay chứ Để sạc, đời đời sao đời nghe tiếng cầm, cầm cái, cầm cái điện thoại thôi Mà con cầm ừ. chiên, chi nguyên ừ. càng Ghê quá <laughs> Cái này có Cái này là miếu của thêm nữa Thêm cái nhà của ông Sơn Thần Ở Thiên Long Sơn Do đệ tử Thiên Thần Long <laughs> Thiên Tấn Thiên Hoàng Trang, Rồi, uh, uh, Thiên uh, An, uh, Thiên Thành, Thiên Hoàng, uh, Mấy đứa tử hiếu rất là tốt, Có cái lòng dũng cảm, Bây giờ mình biết tại sao, uh, Là Thiên Thần Long, Thích làm miếu uh, ngạ hồ, rồi, hôm nay làm thêm cái nhà cho Ngài, uh, Thiên Long Sơn nữa, Thì là, uh, Tại vì kiếp trước của, uh, long là thần rồi hôm nay đầu hai làm người bạn cũ thần với thần phải không <laughs> thích là miếu để mà mốt mà thiên thần long có đi <laughs> chắc thiên thần hải này thiên thần thái này làm miếu cho thiên thần long <laughs> còn bây giờ có nhiêu tiền mua cho nó cái nhà chừng bóng trăm nghìn đi con. <laughs> cũng là cái miếu cho à. nên uh, thiên uh, thiên thần long làm cái miếu này <laughs> muốn đi chắc thiên thần hải làm cho thiên thần lòng cái miếu nghe thì bữa đặt đây tính đặt qua về hướng hướng trong cái thì sáng nghĩ nghỉ, nghỉ hướng ngoài cái mới nãy ngày mới nói đặt ngay về hướng của Phật Di Lạc. tức là hướng xéo về chỗ tượng Phật Di Lạc. thì ngày mai mình sẽ đặt cái 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 này lên hướng về Phật Di Lạc này rất là hoan hỷ rất là vui ngày gia hộ cho tất cả các con họ thiên à, bình an mọi sự yên lành yên vui ai lên đây cũng có cảm giác giống như đi về nhà về nhà với cha với mẹ ngày giữ cái mảnh đất này rất là lâu rồi tới, tới ngày tới giờ đó, giao qua để mà tiếp tục là một cái đạo thiên tâm thành lập tại nơi này một cái nơi thánh địa nhìn cái núi này thấy nó không có gì mắt thường thì thấy là đồi núi hoang sơ nhưng mà thật sự là một cái núi từ ở lòng đáy đại dương ở dưới đất á nó bồi lên vậy nè hồ đi đi ra cao đi tụi mỹ nó nó coi cái lòng đất bồi lên thì mỗi lần họ ngồi thiền ở đây á Chỗ cái sân này là nước không à Ở dưới biển nó có bồi bồi lên vậy đó Thì Tuốt ở trên đỉnh núi cái chỗ này là mình đang đứng là 1000 feet Mình lên tuốt trên đỉnh núi là 2500 feet Chỗ bữa mình đi bộ lên á Thì có cái mấy cục đá đó Nó cũng còn mấy con uh, dấu tích của con uh, sò con này trên đó Thì cái sân này hồi xưa mà xe ủi á Mà ủi á cũng còn mấy con sò nữa nên cái núi, này đặc biệt hơn là những cái núi đằng kia núi đằng kia mà có kali sắp sửa động đất nó sẽ sụp còn cái núi này nó sẽ nổi lên hiện giờ ở kali có một cái cái gì nó đang nổi lên đó mới như mới báo bữa nay đăng lên nó không nổi lên cái cái ngàn thước chứ nghe nói vậy đó. Ở ngoài biển hình như sắp sửa núi lửa đó. ở thì cái thiên long sơn nó có những cái đặc biệt đặc biệt kiểu cỡ nào nữa linh thiên thì cũng là linh thiên lập ra được cái đạo là linh thiên rồi ở trong giữa lòng đó có cái dấu chân hồi xưa mấy vị nói là dấu chân của cha của thượng đế là dẫm xuống ba nơi trên quả địa cầu này thiên long Sơn là một trong ba chỗ thì sau này rồi mới biết là của ngài lý trung quỳ ấy, trong bát tiên đó cũng là một ông sư phụ của sư phụ ngài đạp xuống cái lõm đó trong bát tiên thì đó nó có cái miếng đá để cái dấu bằng chân của ngài đó à, để ngài như làm dấu mà nếu trên google mình nhìn xuống đó, nó là cái bàn chân đạp này là có năm móng nè những tháng đầu á lũm xuống một lỗ ở trong cái đây nè giữa điện mẫu hai điện mẫu có hai ông kỳ là hai ông kỳ lân dạ, dạ. ừ. còn hai ông kỳ lân mình mới đem về là khác trong Điện Mẫu, tiền Lân, núi này có Long, Lân, Quy Phụng. Long là có mấy ông rồng là mình biết rồi đó. Yeah. À, Long, Lân, Quy Phụng. Ở nguyên cái dãy núi này nó giống như cánh chim sải. Yeah, là... Nó thuộc về phong thủy. À, đầy đủ hết. Trong lòng cái núi này nó có sáu mạch nước ngọt. À, uống được luôn. Không cần phải à, lọc gì hết đó còn hiện giờ mỗi một ngày á mình xài 2.000 lông nước để tưới hết mấy cái cây trên núi này mà mấy cái giếng là bơm lên bơm lên trên trên đây nè rồi cái này chảy xuống cái sức mà sức pressure á, sức mạnh á, nó chảy xuống thì tất cả nước là xài free mình không có trả tiền nước à, tại nước dưới giếng còn thấy nó có mấy cái mạch nước ngầm đó là thấy cái hồ đó, đó là nó hút từ dưới đó rồi cái nó có mình có cái máy bơm á cái nó bơm tuốt ngày đêm nó bơm Phải nó lưng là tự động nó bơm lên ừ. thì mình xả suốt cho nên mấy con cứ đi việc, việc tưới cây thoải mái. Ừ. Những cái năm mà hạn hán 7 năm Kali mà hạn hán đó là ở đây cũng vẫn có nước. Ừ. Ừ. Mình không có tốn tiền nước. Rồi cái núi này những mỗi một lần mà à, giống như mình ngày mốt ha, mình 30 tháng tư bữa nay ngày 28 ha là mình có những cái buổi lễ lớn để mình đại diện cho cả cái trái đất này tất cả mọi nơi tất cả cho nhân loại chú hộ là người ở cõi trời xuống mang thân người thì mấy vị nói hồi xưa đó là chú hộ đại diện để mình xin cái gì cho nhân loại tại vì mình khấn phật mình xin Phật thì Phật độ mình. Bây giờ mình xin Cha, xin Phật để cho ngày mốt sắp sửa có chiến tranh, có nạn đói xảy ra chắc chắn xảy ra rồi đó, nhưng mà nó ít đi không bớt đi. Rồi mình hai gì cứ nhạy nhảy lâu quá, kéo dài quá, mình xin cho nó lẹ luôn. Xin cho uh, chiến tranh sớm qua mau Cho uh, ba tánh an cư lạc nghiệp Cho nước Việt Nam uh, 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 Trả lại sự công bằng cho dân Việt Mình đang nói về chuyện núi Thì mình cứ tập trung nói chuyện núi nha Những ngày đầu năm 2014 Rất là không có ai lên đây hết Sư phụ bắt đầu mới uh, Mua mấy chiếc xe tractor á là trên 600 trăm nghìn đô luôn á tiền đầu nghề đậu chổng mấy chiếc xe ủi đất rồi ô quá trời luôn thì lúc đó ủi cái đường này là xưa nó không có con đường này nghe cái tự nhiên có con cục đá này nè lan lăn lăn xuống tuốt ở dưới kia thì lúc đó mấy thằng mễ lên đổ xi măng á cái mấy thằng mễ lên nó ngồi lên rồi nó đổ uh, à, nó đổ khách chấp thì tùm lum nó dơ hay à nhiều khi nó hỉ mũi lên nữa cái bữa đó là sư phụ nằm ngủ thấy có một vị ở trong cái cục đá này ra nói nhà của ổng từ đó rồi mới mang tới đây thờ thì ổng uh, là tài thần <laughs> cục này chắc cục vàng đó. không biết ai sớm nay màu vàng ấy. con Sơn hả ôi trời ơi, hay quá Sơn giống cục vàng bự quá cục vàng này đúng là vàng 24 <laughs> xã xã tổ một cái không rồi những năm đầu á những hồi xưa đó, sư phụ sống chung với mấy vị đây là thích long bạch long với mấy ông rồng rồi sau đó sư phụ mới là mấy cái bia ngoài có mấy gì có kim thân ở hãng là gỗ bự á, dạ, dạ. Đoạn này thì mình ở đây cũng giống như mình người đời thôi mình có hai ba nhà đúng không? thì con muốn làm nhiêu nhà, cho mấy gì cũng được trên thế giới ở ngoài kia ai thương mấy gì, mấy vị cũng là một những nhiệm vụ của cha gửi xuống để độ chúng sanh mạng này mà tất cả nhân loại 8 tỷ người từ người Uh, Ukraine hay Nga Việt Nam Tàu gì cũng phải mang ơn những gì này Tại mấy vị đâu có tính theo chủng tộc đâu mấy vị cứu trái đất mà thì cho nên thế giới sau này á, cũng phải thờ ngài mấy vị này á ở cái màn ba này tận thế là mấy vị là rồng trời á. hạ phàm xuống cứu thế gian đây là bạch long bà long là nữ nếu mà trong vô vi con có thể thấy những người gái chừng 18, 20 tuổi rất là đẹp Mặc đồ trắng vậy đó à, thì Bạch Long à, Đồ tiếp xúc thì Bạch Long à, Rất là giỏi thì Xin lỗi với Bạch Long hãy tự giới thiệu Ở đây là Xích Long Xích Long là như tướng à, nó ngầu không không màu gì hết chức. lửa đỏ. 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 đỏ thì mấy vị uh, theo uh, bảo vệ sát phàm mới thư phụ con thử đi <laughs> đây là vua hồng dương ok hồi năm 2016 nghìn có một lần sư phụ đãi tiệc giống như ngày mốt mình làm vậy đó thì ngài vẫn uh, vô vương biết là đời nào nhé sư phụ cũng là một trong mọi cái đời đó nhưng mà đời đời của cái vị này mà lúc mà sư phụ gặp Ông ổng cũng mặc cái này nhưng mà màu tím rồi dẫn quân lính hồi tới kiểu thời xưa lắm rồi uh, cũng sắp hàng xuống ăn tiệc với mình thí dụ thấy người đời của mình là sắp hàng kiểu này nghe còn mấy vị sắp hàng theo kiểu giống như dây dây sơn của xe răng vậy đó à, đứng trong chồng lên nổ lắm dài, 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 lên trên thì xuống, xuống xuống xuống, thì có có cái tiếp xúc rồi có nói chuyện rồi đây vua hùng dương còn này á thì là cũng một cái nhà của ông sơn thần nhưng mà cái này á, là của người ta ở dưới núi á. người ta dọn nhà hay ta làm gì á mà hỏi ai mà có tượng trong nhà cái ta cũng bưng lên ta dục ở đây nữa khơi cại cho nên nhìn tùm lum hết trơn mà cái này thì uh, Ngài ít ngự đây Ngài thích có máy che che đồ phải không cũng giống như ở dưới mình có một cái đó okay. che che ấm cúng cũng như kiểu mình thôi còn này là Ngài lê ăn việt ở bên cõi vô vê ngày lên Việt là hồng như núi là giống như thủ tướng à ngày chẳng đạo thì là vua phải không thì ngày lên Việt mất năm nghìn bảy trăm sáu mươi ba năm nghìn bảy trăm sáu mươi ba mất một nghìn tám trăm ba mươi hai nhà chiến thực quân sự Việt Nam của chính phủ nhiệm vụ à, Diệp Yên nhà Tây Sơn Đại Khái thì ngài là người thường xuyên dạy dỗ cho sư phụ gần ba bốn chục năm nay ngày mai ngài cũng về nói chuyện với phụ thì thường xuyên ngài nè rồi vị à, này vị này những gì nào ở đây có tượng là sư phụ đều nói chuyện thường xuyên còn có nhiều người không nói sao sư phụ không thờ ông quan trung không thờ ông này ông kia tại vì ông quan trung không có thiệt ông chỉ là bên cõi vô vi ổng không có chức cao với là tướng coi cái vùng ở ngoài miền trung thôi cho nên những cái tượng đây rất là đặc biệt là gần với hội thụ mới thờ đây là ngày trận đạo thì ngày là đó không biết rồi đó vua có nước việt à ngày này là giống như bộ trưởng bộ quốc phòng này nguyễn Minh trực ở đại thần Hồi xưa mấy vị này á là lên là giống như là đà, thần thôi. Sau này họ sư phụ á cái được gia phong lên chức là đại. À, mấy người được phong hết. Là coi hết tất cả. Cái này giống như à, à, quân sự phải không? Mấy ông tướng của Việt Nam Cộng hòa và Nguyễn Khoa Nam, Nguyễn Văn Hưng, Trần Văn Hai hay là tướng người ta Lê Nguyên Vĩ ha. Đại khái là những ông nào mà chết mà anh hùng á à, là lính của gì này hết. Cho nên ngày mốt mấy ông về đây đầy hết. Ừ. Gọi là hồn thiên sông núi. Ở bên cái cõi vô hình á là cũng có những có người xấu người tốt nha. Cái gì cũng đi đánh giặc ở bên kia tối ngày á. Mình mới bình yên á. Sư phụ hai vị này là phò vị ngay giữa vị bị... Thì bộ tham mưu vậy đó yeah. Này cũng giống như là thủ tướng Hay là bộ trưởng bộ phòng này là vua yeah. Vua tiếp xúc hết Còn một ngày nữa Trần Quang Khải Cũng là là một vị ấy nữa Cũng đi chung với ngày trận đạo nữa Rồi ông Sơn Tinh Thủy Tinh nữa Ông Núi Ba gì nữa phụ biết quen nhiều lắm Tại mấy ngày về dạy sư phụ là rất là đông vị dạy Nhưng mà vị nào mà thường xuyên mà dạy á thì là những gì này thường xuyên còn uh, có thằng bên Nghé, thằng hà nội thần miền nam mỗi một tỉnh có một ông nữa mấy ông đi đông lắm thì thì khi mà nói chuyện với phụ là chỉ một ông đại diện ra nói thôi một người thôi thì những gì này là thường xuyên còn này là sư phụ của sư phụ thì uh, những những ngày đầu á đứng thầy về sư phụ cũng không có hiểu về mũ à, sơn kỳ hương sư phụ cũng không có hiểu về cả, hòa hảo nữa thì lúc đó tôi bỡ ngỡ lắm rồi à, phụ còn giới thiệu Ngài còn giới thiệu Ngài là ai gỡ làng hòa hảo thế này thế nọ à, mà cái phụ cũng không hiểu sau đó phụ mới bấm google ra gỗ đầu ngày phụ mới kêu sư phụ là phải đọc hết kinh điển kinh pháp hoa kinh à, À, địa tạng kinh uh, di Đà tức là ngài là người dạy sư phụ về đạo đức học hỏi chứ lớn lên sư phụ thật sự là cũng như ải à, vậy thôi à, như mấy con à. thì ngài dạy cái đó còn mấy ngày này á, thì dạy về chính trị à, mấy ngày này thì giờ nói về chuyện quân sự đây là một trong sáu vị sư phụ là phong quan vàng Nhân tông ngài cũng dạy cho phụ nhiều lắm dạy cho thi về thiên tâm thì sư phụ cũng là đệ tử của phật hoàng à, trong cái vô vi ngài cũng mặc áo xéo vậy nè màu vàng đó không à. điểm này là mấy vị sư phụ còn này là thủy cung thánh mẫu thì con đánh mẫu là con gái lớn của của ngài Long Dương à, ở phú quốc đó, có hai cái miếu thờ rất là lớn đó. Long Dương có năm đứa con gái ngũ long công chúa thì phụ làm năm cái tượng sư mẫu hiện giờ còn đang sống đã đang đi ngoài đó kìa thì sẽ ở đây trong tương lai á thì sẽ năm năm bà chị đây là năm cục đá để cho để cho tại sao mình gieo diên này vì người Mỹ họ không biết có một cái thế giới ở dưới nước nhưng mà nó rất là thiệt luôn á thì tôi muốn gieo duyên cho người Mỹ biết là có một cái thế giới ở dưới nước đại khái thì có một người chị gọi là Long Nữ chị của sư mẫu á à, lúc 8 tuổi cúng giường cho phật bà một viên ngọc thì lúc đó được họ ký thành phật tại vì lúc đó ngày Văn thù xa lợi là, là đi à, à, giảng pháp thì nó à, nữ à, nghiệp nặng quá ba trăm mấy chục giới đồ khó thành thật lắm cho nên à, cho nên bà chị đây nè tại sư phụ có chuyện với mấy bà chị thì lúc đó bà chị mới à, thành phật thành phật nha cũng 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 về gia đình cũng như thường thôi cũng giống như con như con có đậu thạc sĩ cũng con cũng có về nhà thăm má con đúng không thì mấy gì cũng vậy thôi à chúng ta đều có một cái family ở trên trời hay là dưới nước nữa con everyone à, thì à, có bà chị thành phật lúc 8 tuổi tất cả kinh điển của mình là dưới long dương hết Sư Mộc, sư phụ hay kể nhiều chuyện trên trời Nhưng mà sư phụ ít kể chuyện ở dưới nước Tại vì mấy vị nói Mình có nói chuyện dưới nước Người ta cũng không có thích nghe nhiều Tại vì người ta, cái văn hóa Họ không có nhiều Đa, đa số biết chuyện trên trời nhiều Cái này là chị lớn của sư phụ là Một trong 12 Người gái của Thượng Đế thánh mẫu Liễu Hạnh Lớn nhất Đầu thai vô nước Việt khoảng 3 lần. Để tôi đọc nha. Thánh mẫu Liễu Hạnh hay Liễu Hạnh công chúa là một trong những vị thánh quan trọng của tín ngưỡng Việt Nam. Bà còn được gọi bằng các tên bà chúa Liễu, Liễu Hạnh, Mẫu Liễu Hạnh, Mẫu Thượng Thiên hoặc ở nhiều nơi thuộc vùng Bắc Bộ bà được gọi ngắn gọn là Mẫu Liễu à, thánh mẫu liễu hạnh mẫu đệ nhất thiên tiên quỳnh hoa liễu hạnh dậu cung công chúa phù chính tiên hương trong quần thể di tích phủ đầy thờ thánh mẫu liễu hạnh một trong tứ bất tử tên thật phạm tiên nga tức là giáng trần à, lê thánh tiên thánh mẫu liễu hạnh công chúa theo truyền thiết trong nhân gian việt nam mẫu liễu hạnh là một trong bốn vị thánh tứ bất tử bà vốn là con gái thứ hai của ngọc hoàng thượng đế ba lần giáng trần bà đã được các triều đại phong kiến từ thời nhà hậu lê đến đời nhà nguyễn cấp nhiều sắc phong tôn phong là mẫu nghi thiên hạ mẹ của muôn dân chế thắng bảo hòa diệu đại dương và cuối cùng quý y cửa phật theo lối bán tu rồi thành đạo là mã vàng bồ tát tức là anh mẫu đức hạnh là bồ tát rồi bà chính là vị thánh mẫu đứng đầu hệ thống tam phủ tứ phủ thờ đạo mẫu nhiều làng xã và các đô thị ở phía bắc việt nam đều có đền thờ bà truyền thiết vào căn cứ vào quản cung linh từ uh, phả ký quản cung linh từ bi ký và các thiên tam thế thực lực hiện đang lưu giữ ở địa phương do ban quản lý di tích danh thắng của tỉnh Nam Định sưu tầm và một số tài liệu trong hội đồng khoa học lịch sử Nam Định thẩm định thân thế và lịch sử bà liễu hạnh như sau lần dán trần đầu tiên vào đời nhà hậu lê là tại thôn quảng nạp xã dĩ quế huyện đại an phủ nghĩa hưng chấn sơn nam có ông phạm quyền Duyên người xã lan ngạn kết duyên cùng bà đoàn thị hằng người ấp quế nhệ cũng là nhĩ nhế nay là thôn nhĩ nhế ở yên đồng huyện ý yên tỉnh nam định hai ông bà là những người hiền lành tu nhân tích đức nhưng hiền một nỗi đã ngoài bốn mươi mà chưa có con một đêm nằm một đêm rằm tháng hai ông bà được thần báo mộng là ngọc hoàng sẽ cho con gái thứ hai là công chúa hồng liên đầu thai làm con từ đó bà có mang trước khi sanh vào đêm ngày 6 tháng 3 năm quý sổ 1433 trời quang mây vàng như có ánh hào quang ông quyền viên uh, duyên ngồi đợi tin mừng bỗng nhiên có một nàng tiên từ trong đám mây bước xuống thềm nhà và bà sinh ra một bé gái vì vậy ông đặt tên con là Phạm Tiên Nga. Phạm Tiên Nga càng lớn càng xinh đẹp, mọi việc nữ công gia chánh đều thành thạo. Đảm đang đến năm 15 tuổi đã có nhiều người đến dạm hỏi nhân nàng điều khước từ. Và nàng còn phải ở nhà chăm sóc cha mẹ già yếu, à, canh cửa quán xiến công việc gia đình ngày 10 tháng 10 năm nhâm ngọ 1462 cha của nàng qua đời hai năm sau mẹ của nàng cũng về nơi tiên cảnh phạm tiên nga đã làm lễ an táng cha mẹ ở phía đông nam phủ nghĩa hưng mai là nay là thôn la ngạn ở đây có đền thờ cha mẹ của Phạm Tiên Nga sau 3 năm để tang cha mẹ lo mộ yên mã đẹp Phạm Tiên Nga bắt đầu chu du khắp nơi làm việc thiện lúc này Tiên Nga vừa tròn 35 tuổi bà đã ủng hộ tiền của và công sức giúp dân đắp đê ngăn nước Đại Hà từ bên kia phía núi Tiên Sơn này là núi Gòi đến tịch nhi nay chính là đường D3 sát à, nối quốc lộ 10 chạy dọc đến à, xã ngã ba vọng đây cũng là chính con đường nói di tích phủ dày với phủ quảng cung cùng với những việc đắp đê và còn cho là 15 cây cầu đá à, khơi ngồi dẫn nước à, tưới tiêu khai khẩn đất gian sông giúp tiền bạc cho người nghèo, chữa bệnh cho người ốm, sửa đền chùa cấp hương bổng cho các vị hương sư, khuyên họ cố sức dạy dỗ con em nhà nghèo được học hành. Năm 36 tuổi bà đến bờ sông đòi dựng một ngôi chùa, dựng một ngôi chùa trên mảnh vườn nhỏ đặt tên là chùa Kim Thoa bên trên thờ Đức Nam hải quan thế âm bồ tát bên dưới thờ cha ngọc hoàng thượng đế và phật mẫu sau đó hai năm sau bà tới tu sửa chữa chùa sơn trường ý yên nam định chùa long sơn diên tiên nam hà nam hà nam chùa thiện thành đồn xá bình lục hà nam tại đồn xã còn nhiều uh, phiêu tán lập ra làng xã dạy dân trồng dâu nuôi tầm dịch giải tháng giêng năm nhâm thìn 1472 bà trở lại chùa kim thoa và tháng 9 năm ấy bà trở về quê cũ cùng các anh chị con ông bác tu sửa đền thờ tổ họ phạm khang trang bề thế nay còn đền thờ phía nam sớm đỉnh long la ngẹn sau đó bà lại đi chu du ở trong hạt khuyên răng bà con dân làng những điều phải trái rồi trong đêm ngày 2 tháng 3 năm quý tỵ thời Hồng Đức năm 1473 trời nổi cơn giông gió cuốn mây bay bà đã quá thân về trời năm đó bà vừa tròn 40 tuổi sau, sau ngay sau khi bà mất nhân dân xã Lạng Ngạn huyện Đại An à, Phủ Nghĩa Hưng đã lập đền thờ trên đền nhà cũ gọi là đền Đại La Tiên Từ Đồng thời quê mẹ của bà xã Di Nhuệ cũng lập đền thờ tưởng nhớ công lao của bà gọi là Phủ Quảng Cung lần thứ hai giáng trần vì thương nhớ cha mẹ quê hương ở cõi trần mà đến thời Lê Lê Thiên Hụ năm năm đinh dậu 1557 bà lại giáng sinh lần thứ hai là con ông Lê Thái Công và bà Trần Thị Phúc tại thôn An Hải xã dân Cát, huyện Thiên Bản Hạ Sơn Nam Hạ nay là xã Kim Thái huyện Hạ Bản Nam Định cách quê cũ nhị huế chừng bảy cây số do ông lê thái công nhìn mặt con thấy nét mặt giống nàng tiên nữ bưng khoai rượu trong bữa tiệc chúc thọ ngọc hoàng và mơ trước đó ông đặt tên cho con là lê giáng tiên lần này bà kết duyên với ông trần đào lan sinh được một người con trai tên là nhân một con gái tên là hòa giữa lúc cả gia đình đang đầm ấm vui vẻ thì bỗng nhiên giờ đúng ngày bà mất ngày 3 tháng 5 3 năm sau đinh sủ thời lê gia thứ 5, năm năm nghìn năm ấy bà mới 21 tuổi tự nhiên không bệnh tật gì lăn mộ đến thờ phủ đầy thôn yên hương dân các sẽ yên quái thái huyện bản nam định lần dáng thứ ba giáng tiên về trời đúng hẹn theo theo lệnh của ngọc hoàng nhân khi nàng ở trên trời thì lòng trần lại canh cánh ngày đêm trong nỗi nhớ uh, nhớ cha mẹ rồi trở về nhà chồng thánh mẫu liễu hạnh gặp chồng gặp chồng con cái mừng vui oh nhẹ yeah. Nàng quét dọn nhà cửa mai giá quần áo rồi bỗng chốc lại thoáng biến lên mây. Hành thiện giúp đời. Trận giao chiến trên đèo ngang thời vua Lê Thái Tổ 1383-1433 chỉ vì lần ấy tiên chúa đang quá phép thành cô gái mở quán này dài. nói chung là anh nói Hà lưu hành dáng trần ba lần. À. không có đèn, trời mấy con quay không thấy đường. Con đứng ngay đây có được không? Ờ đi vô. Không có đèn sợ à sư. Tị đứng đây. đứng đây ừ. Mẫu đang thanh mẫu đang đứng đây. Đây vô vô đây. Máu đằng kia ê, ê, ô quá đẹp, sì đứng lên quay đẹp đây tổ à, á, thì nói về tổ thì đang ở đây với mình tổ cũng dạy cho mình viết chữ khổ rồi tổ cũng dạy sư phụ đây là cũng một trong những vị sư phụ tổ rất là linh thiêng lúc nào cũng lo cho bá tánh Ủa, tử này, vô đó lại tổ con đứng lạ vậy vô <laughs> đó tối rồi tại sư phụ á nó ấy nhưng mà cái này cũng là ngẫu hứng đó phải không? Thụ nói thêm về Long Cung được không sư phụ?